khi đáng lẽ họ được dành thời gian bên gia đình vào ngày lễ tạ ơn. Trong khi đó, theo Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ, số lượng người mua hàng vào dịp ngày thứ Sáu đen đã giảm gần 1/3 trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 147 triệu lượt mua sắm của năm 2012 xuống còn 102 triệu người trong năm 2015. Lý do là bởi các chuỗi cửa hàng bán lẻ khởi động mùa giảm giá sớm hơn, cùng với đó là sự cạnh tranh quyết liệt từ các công ty kinh doanh trực tuyến. Mức độ mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ trong năm nay được dự báo là sẽ thê thảm nhất trong lịch sử, bất chấp việc các nhà bán lẻ Mỹ đang tìm mọi cách để chiêu dụ người tiêu dùng mở hầu bao trong dịp mua sắm này. Khảo sát mới nhất của Reuters và Ipsos cho thấy có tới 63% người Mỹ không có kế hoạch mua sắm trong ngày thứ Sáu đen năm nay.